Cây này đâu có gì đâu sợ, cây của anh mà mất mới gì em sợ. Đó cho bạn nữ chú Bông Biếng mấy bạn. Đó thấy không? Tình hình là leo lên cây mà xuống không được. Ở cú đám thép à, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì tình hình là hôm nay được đi chơi xa mấy bạn. Đi xuống từ Bình Dương xuống Long Khánh khá là xa. Cũng 3-40 km á, khá là xa. Thì hôm bữa mình có lấy cái xe mình á, mình nướng tôm mấy bạn, bỏ vô dây bạc nướng tôm bằng bô xe á, nó rất là thành công luôn. Thì có rất là nhiều bạn comment yêu cầu mình nướng thứ khác. Thì hôm nay mình sẽ gọi là nâng cao cái đẳng cấp hơn mấy bạn. Bữa nay là mình không nướng tôm nữa, mình chờ nướng mực thử nó chín không nha mấy bạn. Thì mình chắc chắn là từ đây xuống đó 3-40 km chắc chắn là nó đường rất là dài mấy bạn. Mình nướng mực thì biết nó chín hay không thì ok, mình sẽ nướng cho các bạn xem nha. Thì nguyên liệu nó rất là đơn giản luôn mấy bạn. Đây là mực này mấy bạn, thấy không? Mực nó cũng rất là to luôn. Không biết là nó có chín hay không, hy vọng là nó sẽ chín mấy bạn. Mực xong bắt đầu mình bỏ thêm chút dầu vô nữa để cho nó khỏi cháy nha các bạn. Xong rồi mình mua thêm cái hũ sa tế ớt này. Đó, mình sẽ trộn vào mực. Mình trộn vào mực xong bắt đầu đây là giấy bạc nha các bạn. Đó, đây là cái giấy bạc này đó, để mình quấn cái đó cái mực này vô, bắt đầu mình quấn vô bô xe các bạn. Ok, bây giờ sau khi chúng ta quấn xong rồi nó như thế này mấy bạn. Đó, không, quấn thiệt là cứng nha. Đó, xong bây giờ nhiệm vụ chúng ta là leo lên xe và chạy đi các bạn. Ok, thì nãy giờ tình hình là đi nãy giờ là cũng hết 50 cây rồi các bạn. Nói chung là nó thấy nó khét khét. Dừng quán nó méo mình gỡ ra coi thử nó khét chưa các bạn. Á à, giờ thành mực nước luôn à. Thấy nó khét khét mấy bạn, nhưng mà không biết như thế nào đây. Để tôi vô tôi khui cho mấy bạn này xem.
Ok, thì tình hình là mình mới tới Long Khánh các bạn. Mới tới Long Khánh. Bữa nay chủ yếu đi vườn trái cây làm vlog trái cây cho anh em xem luôn. Và sẵn khui cái mực nướng bô xe của mình như thế nào các bạn. Thấy tình hình là nó thấy mùi nó y như là nó cháy vậy bạn. Đấy, đang đi nửa đường thấy là cảm giác nó cháy nên mình mới gỡ ra và đem vào vườn trái cây ăn thử. Bữa nay chủ nhật khách du lịch rất là đông luôn. Sao nãy nhớ lúc mà nướng nó nhiều lắm mà sao táo chỗ nó có mấy miếng rồi các bạn. Lúc mà nhớ bỏ vô nó nhiều lắm nhưng mà táo chỗ nó có được có nhiêu đây à. Không hiểu nổi. Có khi nào mà nó rớt theo đường không ta? Ăn không? Nó rớt theo đường hay sao á? Chỉ còn chút hả? Tự nhiên sáng con nướng nhiều lắm mà táo chỗ nó còn chút xíu à. Chắc là rớt theo đường à. Teo lại. Nó teo hả? Nè. 40 km. Nó chín chứ không phải sống rồi nha các bạn, thấy không? 40 km. Giờ. Rồi. Không ăn ha. Quá ngon. Ăn mực không nè. Xuống đây anh cho ăn. Sao không xuống được? Xuống đây anh cho ăn mực nè. Tình hình anh quay phim nha. Xuống không? Tình hình là có một bạn nữ leo cây nhưng mà leo xuống không được. Bây giờ chắc là mình phải táo mình cõng bạn nó xuống. Ngon quá anh em à, ngon. Chín hay không em? Chín như kiểu như xào vậy đó. Quá ngon không? À, nhìn rất là đã không em. Hồi sáng nhớ lúc bỏ rồi nhớ nhiều lắm mà sao tới chỗ nó còn có mấy con à. Kiểu như rớt theo đường vậy á. Xuống ăn không? Ngon lắm. Đem tới cho em hả? Rồi ok anh tới anh đem nó cho em. Cây này đâu có gì đâu sợ, cây của anh mà mất mới gì em sợ. Nè ăn đi. Đó cho bạn nữ chú miếng mấy bạn. Đó thấy không? Tình hình là leo lên cây mà xuống không được. Ngon không? Ăn đi. Ngon. Ngon, cho em hết con này luôn. Ăn hết con luôn anh no rồi. Ăn đi. Anh ăn đi. Công anh đem tới đây ăn đi. Nãy giờ anh ăn biết bao nhiêu con rồi. Leo lên cây mà xuống không được, đau lòng chiến sĩ vậy đó. Tình hình là mực. Cái đó em biết nướng bằng gì không? Sao em biết hay hả? Trời ơi, ghê ghê, kinh kinh đấy. Thì nói chung mà bỏ vô bô xe nướng 40 km, nói chung mà nó rất ok.
Bây giờ chắc có lẽ là mực nướng bô xe của mình đến đây kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian của mình xem clip của Cú Đánh Thép. Nếu thấy hay đừng quên like, subscribe kênh ủng hộ mình nha. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái vlog về vườn các bạn. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo nha. Bye bye.